Okay, say đọc nè. Bắt đầu bây giờ bạn thôi cả spend chân này bây giờ bây pram ngày nơi nông tục dương bàn chọc này chặt lấy sạn bỏ dưới cả thôi chặt lấy sạn bỏ dưới nơi nơi tin đi cái đồng này chẳng hạn dương bắt đầu bây giờ bàn chọc hãy cứ dương riêng cho mày ván làm bài phơ đầm nà to để cạnh cổ đại bỏ dưới cổ đại bỏ dưới thì mẹ này năng đấy cứ nơi Nanjing dương thời tây Nanjing chẳng ở trong và làng phơ đầm nà trên biểu ta đến nơi tông màu đập pi màu muối xìa nữa chẳng giờ bàn tiếp trăm và lý dạy văn dựng rụi có hơi chẳng dựng nơi tại tranh đồng nào tại kì ok bà lấy dựng một đau cry hơi hello cùng tại tiếp trăm hò từ mà chương tiếp tôi sẽ đây nào nè là cái dân này lời lán tập về dân tranh bị trông dân này không trông vậy thì pram ấy dân bán chọc này không trông nó dân tranh nó vậy đó tập về dân tranh nó bị nó cứ dân tên là thời gian dân miền họ Nanning u xí mà cả còn xí nữa bị trông Nanning nhá chẳng về phần cả họ thời gian tiếp trông Nanjing tay mà đòn dân chụp lên nơi Nanjing see you there dripping lights paint the skies all because of you dripping lights paint the skies okay chứ là lấy dân bạn phải check in rồi cái này từ nhân ho nên đến UC nữa thì chương nhân ho và dân tây thì con nên chính cứ nâng mau đập vào môi đập răng tí màu buồn đập tầm từ nơi chân chẳng màu bay nơi mai giờ ok chẳng là tập đi check in đã và ly đây cho lách dương cho security check thì tao má bàn dân rong chăm nơi chân ha mà vậy ok tao bật thật thật tay giữa nè 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 tôi chia là nè chia chân mai nè chia khăn nè tập bây giờ bạn thưa cả check in hay có cho phòng security check hơi cứ bây giờ bạn mà đo lại rong trăm trường họ hai bây giờ này hot mình cái check pi đòn người ta cái bộ dân coi xong say cái check pi đòn này dân hô môi mất nó hô môi ơi lại đến cái bông đã từ đang đào từ nãy giờ đào đó nè giờ mà đào sọc kê nhưng đào chờ anh đi tới u nè khi lục áo ạ oh my god English diploma giờ chồng được trẻ nè làm thằng nghe nè ok lấy dương và tao bị dương ban chi dân học này là tao bị dương ban chi dân học pi máu pi thì còn nên lấy nhà lấy dương mình đo thì còn nên sinh ấy hay dương ở vùng này cho chăm do nơi mà lý sao mà lý phải giặt toàn mình đo lấy dân họ bay con thật dân họ bay con dân họ đặt và lý nó bay con nhớ mau dừng nhưng mà nữa dương có ban và lý nhớ anh bị nắng cứ dân ro tạ xí chi tơ sà là hơi chơi vô hơi phăng á hơi phăng á bây giờ mới kia dân bông đàn nom kia ô và ly đa tới này anh đang đa tới nè đi màu đang đôi thọp màu chứ
chỗ mà prạch mà gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. Morning. And I'm still on this. Màu nghịch mình nó cứ hạt page. Hạt page hay về nghi phong có miền này bạn thọt đê mà. Rực lá cứ dương ngợp máu. Tại nơi ta là nghi là đại là đó chúng ta đã thiệt lẽ đó sâu nóng xá. Cứ mơ là khởi những ca lý vẹt được đăng à. Nghĩa lắng á. Đây là mùi dương mà bị sọc cái đáy chúng ta mà đó sọc cái chết cứ ọt ở tờ lọp á. Tờ lọp ấy vã mấy tên bùi nhạc sạch. Đó là cái cư dương của phong tài đá lên nơi nóng sả lá. Đấy mùi sả lá kê nó cứ thóm á. Đây đây mà rơi hành ta. Rồi hành ta chiêng. Thầy máu mê rám tha đích mê rám tha cọ đá ư chiêng này ở tay là nó. Nên dương miệng classmate lấy trả nữa nè, mình lại một tập tour bên đây mà trả nè nghe mình. Phải chỉ pin nè này. Ok. Ây. Yeah. Một đó nó cứ dưng cho mà cả lại anh phơ. Chặt lấy xạ. Rồi thà chặt lấy xạ kia nè, được chặt lấy xạ play cắt mà nhé. Mẹ rong tha phớp phía đó mẹ rong mạch đá dây tí mới mơ camera đấy camera mẹ rong mạch đá play bên nơi ngoài dương á ngoài dương chẳng cái này ok rồi dương tới mơ rong nè tầng bay nè tiên tao mẹ rong mạch đá cái hiếng mình ra mạch đá bên đó sẽ là hợp lăng à chắc thay rốt mình ra mạch đá tôi chạy ớt chứ ớt là nắng ồ cái đá ra sạch ok cứ trang bao ghế và cứ ăn một đây trang này đã lo mơ mình đã lên đi à mơ ទៅរំណើរទៅរកកង់ទីនយើងមានមេតបស្រីម្នាក់កំពុងតែនាំផ្លូវ con plong rồi hả? ASK á? À, bẻ môi riêng riêng sẽ đang nghe mày nhá. À, bẻ tim nâng cái phát cái chạy. Chôm. Cờ và cái phật phật tích phật chấn. Ồ. Chàng văn su rồi Putin hột. Đằng Putin và cái phật ấy. Thank you.
បោះសាលាខ្ញុំឃើញមានផលិតផលជាច្រើនជាបោះគេមានតម្លៃហ្នឹងនេះនំនេះចឹងតម្លៃ 4.20 យួនវាអូរីអូនេះតម្លៃ 6.8 6.8 ហ្នឹងប្រហែលជា1ដុល្លារហើយនេះ 5.9 70ដុល្លារមានផលិតផលជាច្រើនយ៉ាងអាចទិញបានសនំសរបស់ស៊ីអូនេះមានមីនេះមួយដុល្លារមួយដុល្លារមុខមុខអ្នកមីនេះមុខនេះអូខេឥឡូវយើងបានមកពីទិញអីវ៉ាន់ហើយឃើញម្នាក់យោឡើងវាចខ្លួនណាម្នាក់សាតអោតយើងអរគុណមេតបស្រីយើងដែលបាននាំទៅទិញសាលានេះដើរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងដាច់វែងណាស់ហ្នឹងហត់ត្រង់បាល់ស្អាតមែនតើថ្ងៃនេះគឺយើងមកលេងនៅហ្នឹងហ្មងតែមានបាល់តោះយើងពេញណាស់មកអត់បានអូនោះបាល់ណានោះហ៎បាល់ហេយើងទៅកន្លែងយើងវិញយើងទៅកន្លែងយើងស្នាក់នៅវិញតើបើយើងបានទិញអស់ហើយនេះគឺជាបរិវេណជុំវិញសកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងយើងឃើញនៅក្រោយហ្នឹងមានកូនហៀលមួយជុំវិញគឺសត្វភ្នំហើយយើងឃើញមានទឹកជាជនច្រើនហើយពីអស់នេះគឺសត្វជាពីស្ថិតនៅក្នុងសាលាខ្ញុំហើយហ្នឹងហើយហើយយើងអាចឃើញតរាងបាល់យើងឃើញការវាព្រឹកមិញហ្នឹងហើយសម័យតស្មាហ្នឹងក៏ត្រជាក់ដែរហើយយើងបើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅរបស់យើងរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំខ្លះអានេះគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះទេយើងឃើញមានតុកគេមួយហើយយើងឃើញមានជាកាបតនេះមួយទូដាក់កៅអៅតែខ្ញុំមិនតាន់រៀបរបស់របរចូលទេព្រោះនៅតែ2-3ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវចេញទៅរកកន្លែងស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនៅក្នុងដอมហ្នឹងណានៅបន្ទប់ផ្សេងឃើញថាល្ងាមែនតើព្រោះការនៅណានីងគឺសីតុណ្ហភាពត្រឹម10អង្សាយដល់ណានជីងគឺ0មក0អង្សាពេលថ្ងៃ4អង្សាប៉ុន្តែពេលយប់គឺពេលយប់0ដល់យប់ជ្រៅម៉ោង11 12ហើយគឺមកគឺដក3ដក4អង្សាដល់ពេលយើងអត់ធ្លាប់ដល់ពេលយើងអត់ធ្លាប់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងគឺពិបាកមែនតើហើយសំបីតាដៃពាក់ស្រោមដៃអញ្ចឹងឯងក៏នៅតែត្រជាក់ដែរហ្នឹងហើយតែសម្ងាញយើងបានទិញអាវមកត្រៀមស្រាប់ហ្នឹងល្ងានេះគឺអត់ល្ងាទេខ្លួនពាក់តែអត់ល្ងាទេធម្មតាប៉ុន្តែនៅល្ងាដៃងាជើងអញ្ចឹងដៃជើងគឺត្រូវពាក់ស្រោមរហូត